Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ đang giúp xã Cốc Mì, huyện Bát Sát hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế cho nhân dân. Được một doanh nghiệp hỗ trợ 100 tấn xi măng, xã Cốc Mì đã huy động nhân dân bê tông tuyến đường nội đồng dài 410 m tại thôn Ná Lùng. Trước khi làm đường, xã đã tiến hành tổ chức họp dân để bàn bạc. Các hộ dân trong thôn đã thống nhất đóng góp trên 100 triệu đồng mua cát sỏi và ngày công lao động để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, năm 2023, xã Cốc Mì sẽ triển khai làm 4 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 6 km, kinh phí đầu tư gần 7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 5,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp kinh phí mua cát sỏi, ngày công lao động và huy động nguồn xã hội hóa khoảng 1,7 tỷ đồng.